Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai giảng năm học mới cùng với thầy và trò các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh. Mục tiêu tổng quát kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025. Đóng góp ý kiến của cán bộ đảng viên vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay gần 315.000 trẻ mầm non và học sinh các cấp tại các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021, tới dự lễ khai giảng và chung vui với thầy và trò trường Trung học phổ thông Mỹ Hào trên địa bàn tỉnh, có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm học 2019-2020, trường Trung học phổ thông Mỹ Hào đã vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Tỷ lệ học lực khá giỏi đạt trên 89%, tỷ lệ lên lớp đạt 100%, tốt nghiệp đạt 99,8%. Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, được Bộ Giáo dục tặng bằng khen. Năm học 2020-2021, trường Trung học phổ thông Mỹ Hào có 37 lớp với trên 1.400 học sinh, trong đó có 560 em học sinh lớp 10. Năm học này, nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai chương trình giáo dục mới, tiếp tục thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của học sinh trong bối cảnh dịch COVID-19. Tại lễ khai giảng, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa và quà cho các thầy cô giáo cùng các em học sinh nhà trường. Đồng chí chúc các thầy cô giáo các em học sinh bước sang năm học mới đạt nhiều thành công, tích cực học tập rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, những công dân tốt, đóng góp xứng đáng cho quê hương đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2020-2021 và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường. Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đã tặng quà khai giảng năm học mới và phòng chống COVID-19 cho trường Trung học phổ thông Mỹ Hào. Tới dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Song Mai, huyện Kim Động, có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Chào đón năm học 2020-2021, cán bộ giáo viên và hơn 300 em học sinh trường Trung học cơ sở Song Mai vui mừng phấn khởi trước những kết quả đã đạt được trong năm học trước. Về nền nếp kỷ cương, trường học giữ vững chất lượng giáo dục nâng cao. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và khá đạt trên 95%, học lực giỏi và khá đạt trên 70%, 100% học sinh lên lớp thẳng và tốt nghiệp. Tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đã trao tặng nhiều suất quà học bổng cho các em học sinh và trồng cây lưu niệm tại nhà trường. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, huyện Ân Thi. Năm học này, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn đón hơn 300 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh của trường là gần 1.000 học sinh với 24 lớp. Đây cũng là năm học đầu tiên trường có đủ máy chiếu tại các lớp học, đồng thời ký hợp tác với tập đoàn giáo dục Smart Home hỗ trợ giảng dạy 4 môn tiếng Anh, lịch sử, địa lý và giáo dục công dân cho cả 3 khối lớp. Bên cạnh đó, trường tiếp tục phát huy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao trách nhiệm của người thầy trong giảng dạy và ý thức của học sinh trong việc học chữ và học làm người. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục là vừa dạy tốt học tốt, vừa phòng chống dịch an toàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng tặng quà và đánh trống khai giảng năm học mới 2020-2021 với thầy trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn. Cũng trong sáng nay, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã về dự lễ khai giảng năm học mới tại các địa phương. Dự lễ khai giảng năm học mới cùng các thầy cô và học sinh trường Trung học phổ thông Kim Động có đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm học vừa qua, trường Trung học phổ thông Kim Động có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%, trong đó có 4 em đạt điểm 10 các môn, 11 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Năm học mới 2020-2021, trường Trung học phổ thông Kim Động tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp nhằm phát huy phẩm chất năng lực người học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đổi mới quản lý nội dung chương trình giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học, đẩy mạnh thi đua dạy tốt học tốt. Tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, huyện Khoái Châu, có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy. Năm học 2020-2021, nhà trường đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao năng lực phẩm chất của học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, đổi mới hoạt động hướng nghiệp cho học sinh. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Tuyến đã trao 10 suất quà cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học mới, trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo có 320 học sinh vào lớp 10. Thầy và trò nhà trường phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực của học sinh, giữ vững các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia. Tại lễ khai giảng, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh đã trao tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo vì có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua khối thi đua các trường Trung học phổ thông hạng 2, hạng 3 năm học 2019-2020. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Năm học vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc dạy và học, song chất lượng giáo dục của nhà trường vẫn được duy trì và đạt kết quả cao. Có 41 học sinh đạt giải kỳ thi quốc gia, gần 120 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm học mới 2020-2021, trường có trên 1.000 học sinh. Phát huy kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, chú trọng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế, phấn đấu đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia, Olympic khu vực. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã về dự lễ khai giảng với thầy và trò trường Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm, huyện Văn Giang. Năm học vừa qua, trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Có 25 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng ở mức cao. Có 14 em có tổ hợp điểm xét tuyển đại học trên 27 điểm. Năm học này, cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư theo hướng hiện đại, đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn. Dự khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Hưng Yên, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tuyên truyền và trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh, nhắc nhở nhà trường và các bậc phụ huynh nâng cao ý thức bảo vệ các em khi tham gia giao thông. Được biết, năm học mới 2020-2021 này, nhà trường đón gần 165 em học sinh lớp 1. Lễ khai giảng cũng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, đầy ý nghĩa đón các em bước vào năm học mới. Dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Minh Châu, huyện Yên Mỹ, có đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trường Trung học phổ thông Minh Châu, huyện Yên Mỹ có tổng số học sinh là gần 750 em. Năm học vừa qua, trường có tỷ lệ học sinh học lực khá giỏi đạt 92%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,6%. Năm 2019, trường đã đạt chuẩn quốc gia, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Tại buổi lễ khai giảng, nhiều học sinh còn cảnh khó khăn, nỗ lực học giỏi đã nhận học bổng của các nhà tài trợ. Tại trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục, huyện Yên Mỹ, có Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Với tinh thần ngắn gọn, xúc tích nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu và không khí của ngày tựu trường. Lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục được tổ chức với phần hội là một số tiết mục do học sinh trong trường biểu diễn, hát ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước và thầy cô, đọc thư của Chủ tịch nước và đánh trống khai giảng. Năm học mới này, trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục đón nhận thêm trên 300 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh của trường lên gần 1.000 em. Dự khai giảng tại trường Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động, có Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh. Năm học vừa qua, hưởng ứng phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 15 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 1 giáo viên giỏi cấp quốc gia, 1 giáo viên được tổ chức giáo dục Vaki bình chọn là một trong 50 giáo viên xuất sắc nhất thế giới.
năm học mới 2020-2021, thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong dạy và học. Tại trường Trung học Phổ thông Phù Cừ, có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhân dịp khai giảng năm học mới, nhiều giáo viên học sinh có thành tích xuất sắc được nhà trường khen thưởng và được Quỹ Khuyến học huyện, các doanh nghiệp tặng quà. Tại trường Trung học Cơ sở Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, có đồng chí Phạm Huy Bình, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, bí thư thành ủy Hưng Yên. Năm học 2019-2020, thầy và trò trường Trung học Cơ sở Lê Lợi đã hoàn thành nhiệm vụ năm học với kết quả cao. Nhiều giáo viên và học sinh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp. Năm học mới, trường Trung học Cơ sở Lê Lợi tiếp tục chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ thầy cô giáo vừa hồng vừa chuyên, phấn đấu đạt nhiều kết quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Năm học vừa qua, thầy trò trường Trung học Phổ thông Trương Vương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt hơn 98%, có 14 giải cấp tỉnh. Cuộc thi tin học văn phòng có một học sinh đạt giải khuyến khích cấp quốc gia. Năm học này, trường có trên 1.200 học sinh, trong đó có 439 em học sinh lớp 10 vừa được tuyển sinh vào học. Hôm nay, cùng với cả nước, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh hân hoan chào đón lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 với nhiều niềm tin, hy vọng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn nhưng vẫn trang trọng, vui tươi và đảm bảo an toàn phòng chống dịch. 6 giờ sáng, các thầy, cô giáo, bộ phận hậu cần của trường tiểu học Trung Hưng, huyện Yên Mỹ đã có mặt, tập trung hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng cho lễ khai giảng năm học mới. Trên khắp các nẻo đường, các em học sinh trong tà áo mới nô nức đến trường cùng thầy cô bạn bè bước vào năm học mới với bao hoài bão và ước mơ. Có lẽ chưa có năm nào lễ khai giảng lại đặc biệt như năm nay khi được tổ chức trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tại Hưng Yên, hầu hết học sinh dự lễ khai giảng trực tiếp tại trường. Các em được thầy cô kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu sát khuẩn tay trước khi vào trường. Bạn nào quên mang khẩu trang cũng được phát đầy đủ. Trước khi vào lễ khai giảng, nhà trường đã tổng vệ sinh toàn bộ khu sân trường rồi là trong lớp. Chúng tôi rất là yên tâm để cho con em mình đến trường. Lễ khai giảng năm nay được tổ chức ngắn gọn, không quá 45 phút. Nhiều nghi lễ được tiết giảm nhưng vẫn phải đảm bảo các nội dung chính như chào cờ, hát quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhân ngày khai trường. Chào mừng tuyên bố khai giảng năm học mới, đánh trống khai trường. Thưa quý vị và các bạn, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lễ khai giảng năm học mới đã được giảm một số nghi lễ, nhưng không phải vì vậy mà không khí vui tươi nhộn nhịp của ngày khai trường bị ảnh hưởng. Một chút bâng khuâng xao xuyến, một chút luyến tiếc mùa hè, một chút bồi hồi lo lắng, tất cả đã làm nên một lễ khai giảng thật đặc biệt nhưng cũng đầy ý nghĩa. Tiếng trống trường đã điểm, thầy và trò các trường học trên toàn tỉnh hân hoan bước vào năm học mới với nhiều niềm tin và hy vọng. Hôm nay thì em cảm thấy rất là hồi hộp và cũng cảm thấy rất là vui khi được gặp các bạn học sinh khối 10 vừa mới vào trường. Đây chính là năm học cuối cấp của mình cho nên em cảm thấy là mình có thêm một nguồn động lực mới để có thể cố gắng và đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Năm học 2020-2021 sẽ tiếp tục trên tinh thần là phát huy những ưu điểm đã có của năm học 2019-2020. Thầy trò trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ sẽ quyết tâm hơn nữa, tràn đầy tin tưởng và hy vọng vào một năm học mà quyết thắng. Thầy trò nhà trường quyết tâm thực hiện cho cái năm học mới làm sao để có kết quả cao hơn giữa thầy và trò nhà trường và góp phần vào cái nền giáo dục của địa phương và của ngành giáo dục nói chung. Năm học mới 2020-2021, cùng với cả nước, ngành giáo dục và đào tạo Hưng Yên phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép vừa dạy học tốt vừa phòng chống dịch an toàn. Đây cũng là năm học chương trình giáo dục phổ thông mới lần đầu sẽ được triển khai ở lớp 1. Đồng thời triển khai chuẩn bị điều kiện để thực hiện ở các khối lớp còn lại với mục tiêu phát triển năng lực phẩm chất học sinh, qua đó góp phần đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng,
và bồi dưỡng nhân tài trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm để các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, hôm nay Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tiếp tục giới thiệu những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân 5 năm từ 7,5 đến 8%, giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản tăng từ 2 đến 2,5%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9 đến 10% năm. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ tăng từ 7 đến 7,5% năm. GDP bình quân đầu người 130 triệu đồng một năm, cơ cấu kinh tế nông nghiệp thủy sản 6%, công nghiệp xây dựng 66%, thương mại dịch vụ 28%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 250.000 tỷ đồng, vốn đầu tư của nhà nước khoảng 15%, vốn đầu tư ngoài nhà nước khoảng 53%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 32%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 21.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 16.500 tỷ đồng, thu nội địa không tính thu tiền sử dụng đất 14.500 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,5 đến 10% năm. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 47%, thành phố Hưng Yên đạt đô thị loại 2, thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại 3, cơ bản đạt tiêu chí thành phố, khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, việc đóng góp ý kiến của cán bộ đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng vào các dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng các cấp diễn ra từ khi tổ chức đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở. Trong đó có rất nhiều ý kiến xác đáng để tiểu ban văn kiện bổ sung cho sát hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Ngay trong các chủ đề của đại hội, đặc biệt đại hội đảng bộ cấp huyện, thị xã, thành phố cũng được nhiều ý kiến tham gia góp ý. Nhất là các ý kiến của cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu, bởi mỗi ý kiến đều là sự tâm huyết và trải nghiệm quá trình công tác để góp ý vào các văn kiện. Ví dụ như các huyện khu Nam của tỉnh thì ngoài huy động nguồn vốn để xây dựng hạ tầng, cần phải có sự điều chỉnh cân đối giữa phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Với huyện Văn Giang, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên là việc phát triển dịch vụ, công nghiệp và đô thị như thế nào trong nhiệm kỳ tới, bởi chủ đề sẽ quyết định hướng đi cho từng năm của một giai đoạn. Sự phát triển của thành phố đến nay thì chưa xứng tầm. Chính vì vậy là các đại biểu kiến nghị trong thời gian tới, nhiệm kỳ tới, ngoài cái phát huy nội lực của thành phố Nguyên thì tỉnh cũng quan tâm đối với thành phố, trong đó là phát triển để thành phố trở thành đô thị loại 2 và ưu tiên giới thiệu thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn của thành phố Nguyên. Chắc chắn rằng thành phố Nguyên sẽ là cơ sở để chúng ta phát triển trong giai đoạn tới là thành phố xanh, sạch đẹp, văn minh và hiện đại. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cho rằng những năm qua, tỉnh và các ngành chức năng đã có nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn. Đây cũng là việc thực hiện khâu đột phá trong nghị quyết của nhiệm kỳ 18 Đại hội Đảng bộ tỉnh. Song dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh cần nêu các giải pháp cụ thể hơn nữa. Trong đại hội này, chúng ta cũng nên đặt ra một số vấn đề. Ta xem, còn những vấn đề gì mà chúng ta chưa cởi nút thắt hết tất cả cho doanh nghiệp để cho họ lôi có kéo họ vào. Chúng ta đang chuẩn bị đã được chính phủ phê duyệt với 3 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 600 hectare. Tôi cho rằng đây là một điều rất là tốt. Nhưng làm thế nào để cho họ đến với chúng ta? Thì tôi cho rằng cái nút thắt ở đây vẫn là cái chính sách của chúng ta. Ngay khi diễn ra đại hội đảng bộ cấp huyện, nhiều ý kiến của đảng viên dự đại hội vẫn kỳ vọng và mong muốn. Nghị quyết đề ra đã hay, đã sát hợp rồi. Song ban chấp hành khóa mới phải có lộ trình như thế nào để thực hiện cho hiệu quả,
bởi tình hình kinh tế trong nước và thế giới luôn có những biến động. Ban chấp hành khóa tới này thì làm sao mà thực hiện được cái mục đích Văn Giang sẽ trở thành một đô thị văn minh hiện đại, đề ra những cái biện pháp cụ thể để thực hiện bằng được cái nông thôn mới nâng cao. Mỗi một ý kiến của cán bộ đảng viên đều có sự trăn trở, nghiên cứu để đưa ra sự đánh giá so sánh, sau đó mới đóng góp cho các dự thảo báo cáo chính trị. Các ý kiến này đều được tiểu ban văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp lựa chọn để bổ sung vào báo cáo chính trị trình đại hội.